khu đèn chạy á, nó công quả mà nó quýnh vợ nó tay đúng nó trên đó biết bao nhiêu vợ nó tắm cái chay. Trời nó ghê vậy. Mấy nghe nghe Phật tử người ta nói lấy tiền tâm bảo gì trong chùa đó, lấy tiền tâm bảo trong chùa mới đuổi nó. Cực căng là cô chú anh chị ơi. Hiện tại thì rất nhiều người đã lên tiếng là chỉ trích chửi Sư Minh Đệ cũng như là ông Sư Minh Đạo ở Đồng Tháp nè, bà Diệu Hân nè. Bây giờ lại xuất hiện thêm là Quê Thuận ở Lâm Đồng. Bây giờ là có một cái anh Đại là lên tiếng cực gắt luôn, nói về Quê Thuận, biết rất rành về Quê Thuận luôn, là từng gặp mặt rất là nhiều Quê Thuận rất là nhiều lần. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Ngày qua là cái thằng thích Quê Thuận nó tiếp tục nó lên trên mà cộng đồng mạng nó xúc phạm ngày cũng vậy nữa. Lúc trước nó đã xúc phạm mấy thầy lúc trước mấy cho lên mấy tên nó xúc phạm rất là nhiều người, nó rất là nhiều. Nó nói nào là nó lại tế sống sự tại với sự đạo, nói là tại ông phá đạo gì đó. Cộng đồng mạng chúng tôi bức xúc quá, phải không? Tại vì giờ tôi không có, tại vì tôi cái kênh của tôi nó không có, là tôi không có dành truyền thông, tôi không có làm dành cho nên tôi mới mượn cái kênh mấy anh tôi nói. Rồi. Bây giờ tôi xin chia sẻ với lại, bây giờ tôi gỡ lại hẳn cho nó được không, hay làm sao? Bây giờ anh cứ nói thẳng luôn đi, không sao đâu, nhưng mà anh tránh chữ thề, nói tục chữ thề với lại chia sẻ tới chính quyền được rồi. Rồi nói luôn đi. Bây giờ thế này nè, cái thằng Quỳnh Thịnh á, mày nhớ kỹ thế này nè, cái lai lịch của mày tao đã quá rành. Cái lai lịch của mày á, mày nhớ kỹ cái lai lịch của mày, chùa Đền Cày nè, phải không? Chùa Quan Âm ở quận Tân Phú nè, chùa Linh Sơn nè, chùa Giác Nguyên ở quận Nhất nè, chùa Linh Sơn ở chùa Giác Nguyên quận Tư nè, chùa Linh Sơn quận Nhất nè, ai Phật tử ai ta cũng gần cái lai lịch của mày hết, phải không? Tao không biết mày như thế nào, mày là mày đâu, mày cỡ lớp như thế nào mà mày bây giờ mày bắt con đồ tu đó lên, mày nên mày xúc phạm những người ở trong giáo hội, những người ở bị mà bắt con đồ tu chân chánh như thế. Mày lấy tư cách gì mà mày tư cách gì mày đòi tế sống người ta, mày cất sức nào cắt kè bông này cái nọ đủ thứ hết, phải không? Xúc phạm là nói Sư Minh Tuệ, Sư Minh Đạo là cắt kè bông là phá đạo này cái nọ. Mày nói Sư Minh Tuệ đi cái kiểu đó là đi con lạc đà, mày chí người ta con mày kia con nọ, rồi bây giờ mày lên đây mày học, mày hậu qua mày lên chơi mày nói đừng, mày đừng đi thương, phải không? Nè mày chưa biết lai lịch gia đình tao thế nào nha, mày đụng ai chứ mày đụng tao là mày tớ số á, tao nói cho biết cho thằng Quỷ Thịnh cái lai lịch của mày là tao nó quá rành rồi, đúng không? Tao là đi theo đi mẹ tao đi chùa, theo bà già tao đi chùa lúc tao 27 tuổi, tao đã rành cái lai lịch của mày. Ai biết mày cái thằng chạy xe ôm đánh vợ té uống nó bụi đàn chạy, ai là không biết. Anh nói đi anh. Thầy bà ông Sư Minh Tuệ ông đi tu, ông có chọc kẹo tới gia đình mày không? Ông có động chạm gì tới gia đình mày? Có ông ăn đá đổ chén cơm của dòng họ của ông bà gia đình mày chưa? Bà bày lên mày xúc phạm ngay đây qua nhà kia. Chủ đề thì anh em thì không nè, những cái lỗi sàm, những cái thằng sàm tăng, những cái thằng Quỷ Thuận này nè, mỗi ngày phải lên mạng, chừng phải mỗi ngày phải đăng clip lên mạng, phải tấn công tới nơi tới chốn. Nó không có để cho nó gì như vậy. Dạ con tại đây con xin giáo hội giáo Việt Nam, không nên vào cuộc, xin giáo hội Phật giáo Việt Nam nên vào cuộc để mà thanh lọc những cái thằng thầy tu như thế này, những cái thằng mà mượn đạo những thằng thầy tu như thế này, tu hành còn tham sân si, còn lên trên mạng còn lên trên mạng mà xúc phạm này xúc phạm này kia, mày có xứng đáng này thằng thầy tu, mày tu dữ chưa? Mày tu và mày lên mày xúc phạm cho người ta làm bậc chân tu, người ta Sư Minh Đạo, Sư Minh Tuệ cũng không có động chạm gì tới mày. Mày lên mày đòi đập tàn tế xong người ta cũng có hồn, mày cơ tế người ta nào là cắt kè bông, hai thằng cắt kè bông phá đạo này cái nọ. Giờ mày tu dữ chưa? Mày tu dữ chưa? Mày tu mày lên mày xăm sân si như thế, mày thăm dọ mày đánh vậy nam xưa ai? Tao biết mày là cái thằng ở Việt Nam chứ mày ở Mỹ gì hết trơn, cái trời ơi, tập mặt người ta chi xác mày một tay, mày ta chi đuổi mày mới không tài rồi, phải không? Đừng người ta thử coi mày có về Việt Nam, thử coi mày có tay thưa lại ai cho biết. Anh ơi, là đầu tiên á thì cái Quỳ Thuận này nè là rất là tân bốc Sư Minh Tuệ,
rồi cái thời gian sau á là lại quay xe là lại nói xấu Sư Minh Đệ. Dạ. Cái thời điểm mà tăng bốc Sư Minh Đệ anh có biết không? Biết chứ, còn cái clip nó lên, nó bài đầu nó lên, nó nói không, mình không biết như thế nào, mà nó đợi lên. Tôi nói cho bạn nghe cái lời thằng mày ở tôi, nói tôi đi chùa, tôi làm cái lời lịch của thằng mày dữ lắm. Hồi đó nó nói anh nghe là mấy anh không nắm được lịch của nó, nhưng mà tôi đã nắm cái lời lịch của nó. Nó ngày xưa, biết ngày xưa nó bạch khuyết cái vô, nó tâm phải tôi đang cày ở lực mai á, tôi đang cày á. Nó công quả mà nó quýnh vợ nó, biết tay nó trên đó biết bao nhiêu. Vợ nó đánh cái cày. Bây giờ muốn tôi tiết lộ lại địch của nó ra cho bạn nghe, mấy em muốn là tôi chỉ tiết lộ cho bạn biết luôn. Ồ, vậy là Huệ Thuận này là có gia đình, có vợ con hả? Anh mấy em muốn là tôi sẽ tiết lộ cho bạn nghe thôi vậy thôi à, chứ còn động không gài tôi đã nói trên cộng đồng mạng rồi. Phải không? Cái thằng này là tôi nói cho bạn nghe thế này, nó có gia đình, chứ không phải nó tu hành gì cả. Nó khổ bánh cô đi làm, nói vợ con đúng vô vợ nó thôi chứ mấy con là tôi chưa thấy, mà tôi chỉ biết vợ nó thôi, là vô trong miền Nam này, là vô trong Nam này, là vô trong miền Bắc này nè. Hồi đó đi bán cái cây chỗ chùa này cây á, lâm gia thì tôi nói vô đó, vô trong quải chùa này cây á, rồi á nên có đi ăn nhậu nó quýnh vợ nó thì cái nọ rồi còn đủ thứ đó á. Trời đất ghê vậy. Mấy chuyện nghe Phật tử người ta nói lấy tiền tâm bảo gì trong chùa đó, lấy tiền tâm bảo trong chùa cho nên ông thầy chùa mới đuổi nó. Trời ơi. Sao anh kể em nghe ớn vậy? Nó lấy tiền ở trong, nãy em nói mấy anh nghe là nó lấy tiền ở trong tâm bảo gì đó. Nghe mấy Phật tử hồi đó tôi lên chùa đền thầy, tôi nghe Phật tử tiết lộ là gì nè. Là nó tại sao nó trong quạt chùa nó không được, là vì nó lấy tiền ở trong chùa tâm trong tiền trong tâm bảo chùa đền thầy á, cho nên ông thầy ông sư trụ trì ông mới đuổi nó không ở đó được. Có nghĩa là cái thùng cúng vườn ở trong chùa là cái tay này. Dạ. Bán cái cây rồi đi vô trong chùa lụm luôn. Dạ. Trời đất ơi. Thì đó nó vợ nó bán cái cây, rồi đó vợ nó bán cái cây ngay đủ cho khách gia đình á, bán đủ chùa đền thầy á. Hồi đó em từng nào em cũng theo ông bà già đi vô chùa đền thầy cho nên em biết mà. Dạ. Trời đất ơi, bữa nay anh kể ra em nghe em ớn ốc vậy. Rồi xong xuôi hoàng á, anh biết không, nó chạy xe, nó nghe là nó chạy xe, không có chạy xe ôm nữa. Nó quen ở chùa là với ai giới thiệu nó xuống chùa Quan Âm, cái chùa Quan Âm ở dưới Bình Thới á. Là sư bà đó, hồi đó vợ nó bán cây cây về, mới bán cây cây ngay chỗ chùa Quan Âm đó. Bao khi bị đuổi, mà tôi nói rõ là sau khi bị đuổi với gì này, nó vợ bán cái cây nó chạy xe ôm đó. Mà sư bà đó giới thiệu là sư bà Phương vợ nó, chứ mấy là Phương nó nữa. Ai là nội đó, ai không biết nó, thằng Vũ Phu đánh vợ ai không biết. Tôi đi chùa ngâm nè, tôi gặp nó mấy lần luôn á, thầy với anh luôn á, tôi gặp mấy lần luôn á, tôi đi chùa, tôi gặp mấy lần luôn á. Dạ, anh gặp trực tiếp luôn á hả? Tôi đi chùa ngâm, tôi gặp mấy lần rồi, gặp bên chùa Linh Sơn nữa, sau đó qua chùa Linh Sơn nữa. Để tôi nói cho anh nghe cái này nè. Trong chùa người ta thấy nó quýnh vợ, nó bán cái cây mà nó quýnh vợ nó. Hồi đó tôi đi má tôi, hồi đó tôi đi vô chùa Quan Âm, tôi thỉnh Phật đó, anh biết không? Rồi tôi thấy nó, tôi mới hỏi, tôi trong chùa tôi hỏi cái bàn ni sư trong chùa đó. Tôi hỏi, ủa tôi nhớ cái ông này, ổng tâm quả ở dưới chùa đèn cây đó. Hồi đó làm tâm quả chùa đèn cây á. Rồi mấy anh biết không, mấy bà ni sư đó nói trời, cái ông đó ổng lỗ bạc, nó mới đúng rồi. Ông quýnh vợ ổng thì kia nọ, tại sư bà thấy tội nghiệp, sư bà mới cho bà vợ bán cái cửa chùa thôi. Chứ cái ông nó lỗ bản gì lắm. Bà biết ra nó quýnh vợ nó sao mà nó nổi bật quy xuống dựng, cái ai chẳng biết không? Trời đất ơi. Phật tử chùa này cày á, chồng chồng gió, ai cũng biết nó chẳng nói trên cái thằng quỳ thật này là. Cái thằng này là, ai cũng chẳng nói trên á. Rồi sau nó về chùa Quan Âm. Nó về chùa Quan Âm là lúc đó nó còn ở vợ nó nữa, nó về chùa Quan Âm là nó gọi là quýnh vợ chẳng biết luôn mày á. Giờ đi về chùa Quan Âm ở đó thời gian bao lâu? Nó ở chùa Quan Âm để tôi kể cho mấy nghe là ở chùa Quan Âm rồi người ta trong chùa đó, cái bà sư bà thấy cái bà vợ nó hiền, vợ nó hiền lắm. Mà nó ăn nhậu vô quýnh vợ nó, người ta không là cái gì nữa. Là tôi kể nghe ha, nó quýnh vợ nó sẽ xui quàng là vợ mới bỏ nó đi. Nghe nói vợ nó có sữa nữa. Vợ có thai luôn. À,
dạ 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 đúng chỗ đó mà bà chợ cũng cũng cái qua chùa ngắm cũng sụp sạch cái tá luôn sụp sạch qua mình cái tự làm bên chùa làm mê đó là một cái đó đó chúng mình hỏi tôi có dùng nói gì tôi đi tôi nói cái ông đó rồi đó ông quá rồi chạy phải gì mà nghe dân tiếng ổng là ở phật tử ở chùa này chạy người ta đồ dân tiếng ổng kính sợ có tiếng đó lại là tiếng buổi tối em thường thường em đi má em lên chùa này chạy thật tiền rồi đó cái chùa này chạy đó dạ. Chùa đó mình lấy em đi một lần dạ. Mấy nghe mình lấy em đi một lần sau khi mà nó về tôi về tôi quan âm lúc mới về tôi quan âm đó là sau đó mới về chùa quan âm là lúc đó là nó còn cái đầu con đầu quấn vào đó rồi về cái đầu quả sư bà thôi vợ thôi bỏ đó mới đầu á mấy vị sư đó người ta thương là thương vợ đó chứ không phải là thương nó nữa dạ thương là thương vợ đó mấy cái bà sư bà nó thương là thương vợ đó thôi tại vợ đó là tiền phải không nên nó mới đầu vợ nó bỏ nó quýnh vợ nó bỏ mà vậy đó vợ lúc có bảo vợ nó bỏ nó là vợ nó có thai hay gì đó trời đất ơi mấy người bán cái cây vợ chồng chùa năm đó họ nói á chính xác không mấy anh đó. Anh nói chính xác không á chứ không phải là nè em nói cho anh nghe là cái lúc mà để mà ở cái chùa Quan Âm là cái tay này quýnh vợ mà vợ là đang có thai là mình nói là mình thu thập thông tin đâu phải chính xác rồi nha tôi nói là tôi nói chính xác mấy anh khỏi đó mấy anh khỏi đó chặt dò tôi nói là nói chính xác tại tôi lên qua chùa đó tôi thấy nó bên đó là bắt đầu tôi qua mới hỏi cái người trong đó người ta nói quýnh vợ rồi bắt đầu giật bỏ ẩm nói đầu ở quay mấy bài sư cô trong chùa mấy người đó trong chùa ngâm người ta mới nghi ngờ là nó ta dạy khuyên đó là nó sâu sợ mà chú vợ chú bỏ chú rồi thôi chú giải thoát chú đi tu đi hả nó mới lăn ra vô trong chùa đó chú lăn ra vô chùa đó làm đúng quả mà chùa đó chùa ly để tôi kể nghe chùa đó chùa ly người ta không có chịu chứa nó đầu qua sư bà chùa đó mới đầu cũng nhớ chùa nó qua bên chùa cái thời đó là năm 2018 mình nhớ cái thời đó nhớ để bài năm đi hình hoặc bằng âm nữa đừng tới 16, 17, 18 là năm đó bài cũng có nhớ rõ là đừng lại lâu rồi cũng có nhớ phải không là chỉ muốn là sau khi đó bà có giới thiệu nó qua chùa Giác Nguyên á biết không chùa Giác Nguyên Tân á hả giới thiệu qua đó ông nó nào sư bà và giới thiệu nó qua lãnh giáo có cái tin ở trong giáo hội á thì qua bắt đầu qua bên cái chùa Linh Sơn đó là bắt đầu nó đầu đi ta chùa gì giáo viên tôi với mấy đầu qua chùa giáo viên nữa thì ông nói chung nó tông quả nó ở đó bà cũng biết thời gian cũng cả tháng chờ đó tháng gì đó thì nó thì cái thối mà con đầu của nó thối mất dạy của nó đó biết không bắt đầu nó chừng bắt đầu nó tông quả đó nữa nó chửi người ta nó chửi người ta đó là cũng như là sư bà là gỡ gắm nó qua để xuất gia cho đó nhưng mà sau khi cái ông sư trụ trì mà chùa Giác Nguyên á ổng biết cái thằng này là thằng côn đồ chứ không có tu hành gì hết á ổng chợt biết ổng mới gỡ trả lại cho bà sư bà ổng mới cho ở chùa nữa ổng chợt trả nó lại cho kiểu như là đuổi ra khỏi chùa chứ gì đuổi không chứa nó phải không ổng có chứa nữa thầy nó vô nó chửi nó làm tất cả nó chửi luôn cả mấy đặc mi gì đó giờ còn trả phật tử không đó nữa trời ơi bắt đầu không biết ai giới thiệu cho nó mới qua chùa Linh Sơn không biết ai trong chùa nó chỉ nó mới đầu nó qua chùa Linh Sơn nó qua chùa Linh Sơn bắt đầu nó chạy xe ôm đó bắt đầu cái xe ôm đó nó lật que nó lật la nó lật que với ông thầy đó là cái ông đó là tên ông Bay Say nó qua nó dùng chạy xe ôm mà nó lật que với ông thầy đó tên ông Bay Say rồi bắt đầu ông Bay Say bắt đầu chặt châu chặt cho gì đó cái chùa đó được chích ra cho nó nhưng mà được trời ổng dòm cái đạo hạnh của cái thằng này ổng nói là thằng này ổng phải được tu mà nó nghe mấy người mấy vị sư thầy mà bực tinh tu chân chánh người ta dòm ta biết cái thằng này ổng phải là người tu biết nó là thằng tàu lao cho nên người ta không nhận nó người ta nói á cái ông thầy dành mới nói với cái ông thầy Ba Sai đó nói bây giờ á thầy cũng vô á thì thầy tự xuất gia thì cao đầu làm cái tu nó không có tham gia vô tại tôi dòm cái người đàn ông này á tôi dòm thằng ông này tôi biết đó phải là cái người tu để biết tại không đó đó không phải là người tu không biết không cho nên người ta không muốn xuất gia rồi cái ông đó ông cạo đầu tự ông cạo đầu xuất gia cho nó ông cạo đầu cho nó quy xong gì chấp nó đó ông lấy phong trần nhiều đó tu không biết nhưng mà
mà sao tôi đi tới ở đó thì lúc đó cái xóm tôi có cái bà là bà chết đó. Không, nãy giờ có ghi mà cúng gửi cái vòng tới bà chùa thì người ta mới mời, gia đình người ta mới mời, biết không? Ta mời qua đầu qua cúng là cúng 4-9 ngày của cái bà bác đó, người ta mới mời qua cái chùa Liên Sơn á. Tôi mới vô bình á, tôi qua bà vô bình mới đầu tôi mới làm thấy nó đó. Rồi tôi hỏi là cái ông này hồi đó tôi nói gia đình, tôi nói bà già của ông này hồi đó không tin quả xong gì tôi quá ông ở ông mà ông qua quận Quận Âm mà giờ ông nhảy qua bên Liên Sơn xóa là Phật tử, là chính Phật tử trong đó đó, mấy người trong đó người ta cũng lộn, người ta nói là ông đi qua chùa là ông muốn vợ này cái đó được hướng áo á, mang tay tí được hướng áo á, mà ông mày tay quá là ông có sức giả cho nó, mấy hiểu không? Rồi sau khi xuất gia cho nó rồi em lại lúc đó nó không còn ở chùa đó, không biết nó có đi hay nó còn ở chùa đó, thì lúc đó là tôi quan thấy vậy thôi. Nhưng mà những người Phật tử á, người ta phản ảnh nó, mình nói thì rất phản ảnh nhiều ngay chỗ cái chùa Liên Sơn đó đó, những người trong chùa và những người Phật tử á, người ta phản ảnh rất là nhiều, người ta nói nó đã là mua mạnh thảo con đã cắt thì cũng kỳ, ông không có gì cả, ông xuất gia cho nó. Nó làm gì mà nó qua được vô cái chùa Phổ Quang, biết chùa Phổ Quang đó nha, là cái chùa đó là đại học Phật giáo Phật tử, nó nói là mà đi vô được cái chùa Phổ Quang, mà nó nói là gì vậy, xuất gia chùa Phổ Quang gì đó là không có. Và bây tôi biết nó từ đó giờ, tôi biết nó tới tới lúc đó là nó qua cái chùa Liên Sơn đó thôi, còn sau này nó đi chùa nào đó thì giờ tôi cái đó là tôi không biết. Rồi tôi biết nó là từ lúc cái chùa Đành Cày, chùa Đành Cày cái liền á với chùa Âm là tôi đã biết nó rồi đó. Rồi từ khi nào mà cái chuyện nó tu sàm tu gì đó, cái chuyện nó tu cũng biết đó, nhưng mà nó đại giả tu thì nó lên nó đừng có xúc phạm những người những gì bậc chân tu, đúng không? Từ khi nào mà cái ông Quỷ Thượng này là ông về Lâm Đồng ông tu tại gia? Không, cái lúc mà ông tu Liên Sơn mới tới được ông bà xanh á xuất gia cho nó. Là nó ở chùa Liên Sơn á, là xuất gia cho nó, là ông đó xuất gia chứ không phải là ông sư trụ trì. Ý em hỏi á là từ bao lâu á là đi về quê là tu tại gia? Không, lúc đó là em thấy qua thấy cái gì thôi, còn em không biết là lúc mới về quê lúc nào thì em biết. Nhưng mà có nhiều người, em thấy có nhiều người nói là nó ở chùa Phú Quang là cái chuyện đó là không có. Tại vì chùa Phú Quang á, nói nghe là chùa Phú Quang á là cái chùa đó là toàn người ta tưởng còn là đại học Phật giáo vừa ở mà ngoài phần cái chiến quản mà lạnh cho nó vô nó ở đó, nó trần tự nó dựng chuyện, nó là sự tu mà nó dựng chuyện, nó nói thì nó là cái thằng lưu manh, là độ lớp tu hành thôi chứ không phải nó tu hành gì cả, không phải cái thằng tu hành này nè. Còn nó lên nó ngày qua nó lên trên mạng hồi mấy bữa nay, nó hôm qua nó lên cái chửi người ta, nó lên mạng không vợ không đồng mạng gì nọ, nó không vợ gì, nó không vợ gì nam thưa gỡ gì kia nọ mới lên đó nè. Nó gì ta, nó nói là đề nghị giáo hội là phải trục xuất trong sư minh đạo ra, mà anh nghĩ coi sư minh đạo đó chùa đó là chùa của ổng, chùa của đất của ổng lập lên, nó lấy cái gì mà nó xen xỏ vô giáo hội. Mới lên clip nè, nói anh nói không có đúng nè. Ai nói? Mới lên clip nè, Quỷ Thượng mới lên clip. Thì đó, đó là nó chối, nó nói đâu có, thì đương nhiên tôi gặp nó mà. Tôi đâu, chúng tôi là gặp nó, đừng có nói chuyện. Những người Phật tử ở đó là người ta là tài tiếng của nó đầy ở trong đó luôn. Tôi nói với mấy anh đó. Còn là tôi nói mà không tin là cái chuyện ăn, còn nó đương nhiên nó phải lên nó trả, nó đặt cái thằng lưu manh tổ lớp tu hành, phải không? Nó lên nó phải bi ai, nó phải đánh bóng cho nó muốn nổi tiếng mạng, nó phải giống đánh bóng cái Phật tử đó thôi, phải không? Sao thì tôi nói vậy thôi. Đây nè, mới lên nè. Hai tiếng trước nè, xin các bạn truyền thông đừng làm tôi mắc cười nữa. Bây giờ đây nè, nghe em nói nè, là bây giờ ông Quỷ Thượng này nói á, là các bạn truyền thông và cái anh mà công kích tôi nhiều nhất á, là cái anh mà công kích tôi hôm nay là anh, đúng không? Thì bây giờ á, là anh nói á, là ổng nói anh là nói không có chính xác, ổng nói là đừng làm cho ông mắc cười nữa. Nè, tôi nói cho cái thằng Quỷ Thượng, tao nói cho mày nghe là truyền thông cộng đồng mạng sẽ đi xuống.
mày xin cái tội mày xúc phạm, xúc phạm những nhà bậc chân tu hành, phải không? Mày nói tụi tao là những cái thằng quen là tại con mày cái nọ, mày xúc phạm không? Mày nói sư binh tại giống như lạc đà, mày dí người ta con giật mày con giật kia. Rồi mày nói mạng má, mày nói mạng thì không, mày tới sống người ta. Mày về mày tới sống cha con cái con mẹ mày ở nhà mày, người ta chọc ghẹo tới mày gì tới mày mà mày lên tới sống cái đó, tới sống người ta. Mày là có là cài bông, tu hành đầu đường, đầu chợ này cái nọ, mày xúc phạm người ta rồi. Tao giờ cộng đồng mạng sẽ thưa mày. Mày nói mày ở Mỹ, nhưng mà tao biết chính xác là mày ở Việt Nam, chứ mày không phải ở Mỹ. Tao đã có người thân dân mình Mỹ, tao biết, chứ mày biết. Cái trần nhà đổ mày lên trái tim đó là ở Việt Nam, chứ phải là ở Mỹ. Là bây giờ là anh quyết tâm là anh cho tới với quỳ thần luôn á hả? Tôi nói cho anh nghe là bây giờ là đề nghị nha, cộng đồng mạng mà và đề nghị những các vị sư vị thầy là như thầy Thích Thượng Lễ và đại đức Thích Thượng Lễ nè. Bây giờ nghe đi, bây giờ nghe đi, bây giờ mình nói chuyện của mình đi, mình không bàn tới các vị đó. Giờ ý của anh nè, bây giờ anh là cũng làm cái thành viên cộng đồng mạng mà anh tích cực mà là anh chửi ông hôm nay nhiều nhất nè. Bây giờ là anh quyết tâm là anh chơi tới cùng với ông đúng không? Tôi trong nếu mà nó nói là ở Mỹ không, nếu mà nó nói là ở Mỹ nha, nó ở Mỹ, nếu nó nói là ở Mỹ, nếu nó không nói về Việt Nam nó cho tôi nó lên chơi xin cho nó không bay thằng nào ngày nào nó bước xuống sân bay, phải không? Tôi sẽ tới một ngành thọ giáo nó liền tay đổ luôn, tôi hứa danh dự luôn á, tôi tao hứa danh dự với mày á, nếu mày á gia mày đụng với gia đình tao cái là mày tới số, chứ mày không thấy là mày sống nổi á, thì cũng mày chưa biết lai lịch gia đình tao như thế nào nha mày. Dạ mày chưa biết lai lịch tao như thế nào, ông bà cha mẹ tao là làm gì trong cơ quan nhà nước, mày chưa biết lai lịch tao có gia đình tao có công kích mạng thế nào nha, mày đụng với tao một cái rồi là mày đừng có nói mày nói mà lên mạng mày nói mày xin lỗi gia đình tao nha, xin lỗi nhà gia đình tao nha. Rồi cái này anh Đức chơi tới luôn rồi, nóng quá rồi cô chú chị ơi. Quá bức mình thằng thạo tu.